bão số 6 đang cách đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 250 km về phía đông và dự kiến sẽ đổ bộ vào tối 10 tháng 11. Hiện tại, các tỉnh Bình Định, Phú Yên có mưa to, gió lớn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Bình Định đang huy động tối đa mọi lực lượng để di dời dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, quân khu V đã lập 2 trạm chỉ huy tiền phương tại tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Nam để ứng phó với bão số 6. Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết quân đội đã huy động trên 250.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, 2.300 phương tiện trên đất liền, trên 150 tàu thuyền ứng trực trên biển, sẵn sàng ứng phó với bão. Đặc biệt, quân khu V và ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã huy động xe thiết giáp 125 sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu dân trong tình huống xấu khi bão số 6 đổ bộ. Xe thiết giáp 152 có trọng lượng gần 10 tấn, có chiều dài cơ bản 6,55m và cao hơn 2m. Xe thiết giáp 152 có khả năng chuyên chở tới 18 binh sĩ cùng kiếp chiến đấu 2 người. 152 được đánh giá cao trong tác chiến cơ động, chở quân và trinh sát chiến trường và tham gia các hoạt động cứu hộ. Tại ABET 2017 tổ chức tại Đà Nẵng, thiết giáp 152 cũng được sử dụng trong các hoạt động bảo vệ an ninh. Quân khu V cho biết các xe thiết giáp 152 được huy động luôn trong tình trạng sẵn sàng chờ lệnh. Theo đó, có 10 xe được huy động sẵn sàng làm nhiệm vụ.